Xin chào các bạn, hiện tại thì mình đang ở khu vực giao thông, hạt giao thông, khu vực gần trạm trộn của xã Bom Lót, huyện Điện Biên. Thì xe của mình cũng đang chở hàng về đến đây, thì mình dừng lại đây để đi vào thăm nhà anh Bình, anh Bính. Kia các bạn, đằng trước mình kia là ngôi nhà nhỏ của anh Bính. Anh là một người dân tộc Thái, mắc bệnh tâm thần do một cú sốc về tinh thần, về chuyện tình cảm vợ chồng. Người yêu thương anh đã phụ tình anh, cho nên anh đã suy nghĩ quá nhiều, thành ra anh đã bị tâm thần. Những năm trước đây, 4-5 năm về trước, thì anh thường khoác trên vai một cái túi đầy quần áo bẩn tưởi, và anh thường ngủ trưa đâu là nhà và tối đâu là giường. Thì được một nhà hảo tâm ở gần đây, anh chị đã xây cho anh một gian nhà ở ngay bờ sông này. Thì bây giờ mình cùng các bạn vào thăm anh Bính nhá. Xin mời các bạn. Đây, một cái dây quần áo bẩn vẫn còn treo đây các bạn này. Đấy. Bây giờ mình cùng các bạn vào trò chuyện với anh nhé. Không biết anh có nhà không? Anh Bính ơi. À, anh hôm nay nhà. Anh mấy hôm trước đi đâu mà em vào không thấy anh ở nhà? Đi trên này. Đi trên đấy ở đi đi đâu? Bên trên một lầu nước này đấy. Rồi mà họ anh bố bố cũng mới cao chưa. Đi mừng nhà chú là mừng nhà đấy. À, anh đi mừng nhà à? Thế à? Nó đi xe tôi nó đi hôm qua. Mấy hôm gần Tết là mấy hôm mùng 5 mùng 6 Tết này em đi làm qua là em vào anh không ở nhà. Ừ. Thế là anh đi mừng nhà. Đi mừng nhà có việc gì? Đi chơi thôi, đi thăm thôi. Thế à? Thăm anh bố rồi. À. Thì hôm nay hôm trước em mang quà Tết cho anh thì anh không ở nhà, hôm nay em mang cho anh nhá. Ừ. Đây. Gọi là quà Tết thôi chứ thực tế là trong này là có mì tôm với sữa anh ạ. Nhá. Em cho anh chứ còn thực tế ra này quà Tết là kẹo bánh thì chắc là anh cũng không cần thiết bằng những cái thứ này. Anh có thể là dùng để ăn sáng nhá. Thế anh gia đình bố mẹ ở đâu? Dưới trong trong bản Na Hai đấy. Bản Na Hai á? Bản chỗ gần hòn đá vàng đấy. Ừ. Thế nhưng mà em hỏi thăm thì thấy bảo là bố mẹ anh mất hết rồi đúng không? Ừ. Thế là không biết nó không xuống rồi. Ừ. Hôm qua cũng xuống bên kia rồi, cũng xuống bên nhà. À thế à? Nó cháu thôi. Thế à? Ừ, bố mẹ thì nó già nó đi mất rồi. Ừ. Bố mẹ già rồi mất rồi đúng không? Ừ. Thế anh vợ anh đâu? Vợ con anh ở đâu? Vợ con anh đâu? Không có, em gái rồi, em gái đi sang trên này. Thế á? Đi thăm cũng đầu đi sang trên rồi. Sao em hỏi người ta bảo anh có vợ cơ mà? Không có bữa nào đấy, anh em gái thôi trước thôi. Trước có em gái thôi chứ không có vợ à? Thế anh còn nhớ là cái nhà này ai xây cho anh không? Hả? Cái nhà này ai xây cho anh không? Hả? Anh còn nhớ cái nhà này ai xây cho anh không? Anh tới đây đấy. À. Bốc là lên trên này đấy. Thế à? Ừ. Thế trước đây thì anh cứ đi ở đường, anh lang thang ở đường là tối đâu là anh ngủ ở đấy đúng không? Ừ. Thế là anh xây cho là giờ anh ở trong này à? Ừ. Thế là anh có thể mở cửa cho em vào xem nhà tí được không? Bước lên thôi. Anh mở ra anh vào trong nhà em xem nhà anh tí xem nào. Không vào được à? Ai chà chà. Các bạn ạ, hôm trước thì mình đi làm qua thì mình cũng vô tình thôi. Hôm trong Tết, hôm cách Tết khoảng 1 tháng thì thời tiết rất là lạnh. Đi qua mình có cho anh một cái ruột chăn, trên xe của mình có một cái ruột chăn chở hàng cho họ này. Và mua cho anh một ít bánh mì, một ít sữa thì vào đưa cho anh thì anh bảo là có mất tiền không? Anh hỏi mình là có phải trả tiền không? Thì anh mới dám lấy. Đây, đồ đạc của anh
Thế này thì hàng hàng ngày hàng bữa thì anh ăn bằng cái gì? Hả? Ừ. Có đi về nó ăn có đi xem trên này nó có canh cho. À xem trên này họ có gì họ cho thì ăn à? À. Thế là cái củi này là anh chặt về là anh để anh đun hay là anh bán? Để mình đun thôi à? À. Thế là tối đến là phải đun bếp ở trong này để cho nó ấm à? À đun ngoài cũng được gì? Cũng rất may là được một nhà hảo tâm xây cho một gian nhà này các bạn ạ. Cũng chắc chắn. Mưa gió bão cũng không làm sao cả. Nhưng mà anh đun thấy mình đun cả bếp ở trong này nữa thì về mùa nóng thì rất là nóng. Anh Bính biết năm nay anh bao nhiêu tuổi không? Ừ. Anh biết năm gần 50, gần 40 rồi. Gần 40. Chưa đến 50. Thế anh biết anh sinh năm bao nhiêu không? Ừ. Anh biết anh sinh năm bao nhiêu không? Không biết, con đi con luôn thì là mấy ngày rồi sinh ra thì nó có nên là ốc soi cho thành người thì rồi biết được gái cha sinh rồi sinh là người thành người lên quá. Thế, à? Thế anh con hồi bé anh có biết chơi biết là tuổi quá. Hồi bé anh có được đi học không? Ừ. Không được đi học à? Ừ. Ừ. Đấy thấy những hoàn cảnh này thì các bạn mới thấy rằng mình được khỏe mạnh, được khôn ngoan thì đó là một điều trời ban rồi các bạn ạ. Còn của cải vật chất thì chắc chắn là chúng ta phải tự cố gắng, chịu khó cố gắng thì chắc chắn là cũng sẽ mang lại một cuộc sống cũng không giàu có thì cũng sẽ đủ no ấm thôi các bạn ạ. Như hoàn cảnh của anh Bính đây thì mình cũng đã hỏi thăm nhiều người trên bản. Có một cái chuyện tình cảm xảy ra giữa, cho nên anh suy nghĩ nhiều quá, thành ra là anh đã trở lên thành con người trên thế này. Chỉ có thể đồ ăn uống hàng ngày thì anh xin được cái gì anh ăn cái đấy, hoặc là dân quanh đây họ có cho cái gì thì anh có đồ ăn thôi. Ngay bên bờ sông này các bạn này, bờ sông Nậm Nhốm. Anh có hay xuống suối này bắt cá không? Không bắt được, có chết con. Không bắt được à? Thế à? Không có đánh chải đánh đưa thôi, đánh chải được quá. Ừ. Thế những người họ đi đường này họ cũng không cho anh cái gì à? Ừ. Thế à? Nó không sống trên. Thế rau này rau của ai trồng anh? Rau là trên này hết à? Vườn chú chúa trên này nó đi. Con gái là con gái trên. À. Rau trên đấy họ trồng à? Nó chặt cây nó chảy. Ừ. Rau bò đó. À. Ừ. Bảo hộ nó lúc nào nó thu lấy thì cho nó luộc ăn sống. Thế à? Chưa sống. Cái củi này anh lấy ở thịn đâu? Cái củi lấy thịn đâu? Thịn trên đồi đấy à? À thế à? À. Anh khỏe đấy nhỉ? Anh vác được cây củi to đấy nhỉ? Hả? Năm xuống rồi. À năm xuống thôi gì? Đấy anh mang cái khúc trên này mang bán cho người ta này. Anh mang cái khúc trên này mang bán hay đổi lấy đồ ăn cho người ta này. Nhá. Cháy chứ. Anh mang cái khúc thẳng, khúc gỗ đẹp đấy mang đổi lấy đồ ăn cho người ta ở gần quanh đây này. Thôi bây giờ anh làm cho em về nhá. Hôm nào mà em có điều kiện đi qua em vào thăm nhá.
Tôi xin chào các bạn. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video của mình. Nhớ cho mình một lượt đăng ký kênh để theo dõi các video tiếp theo, cũng như là cho mình một cái động lực để mình tiếp tục làm những công việc này, có thể mang đến những cái niềm vui nho nhỏ, những phần quà nho nhỏ với những hoàn cảnh, với những con người số phận đã không cho họ được một cuộc sống tốt.